Hé luôn em, lại là mình đây anh em. Rồi chào mừng anh em quay lại kênh của mình nha. Kênh của mình là Đặng Xem Cảnh anh em, chuyên bán phôi mai rừng Bình Thuận. Rồi hôm nay mình có một số phôi muốn giới thiệu đó anh em. Một phôi mini đầu tiên của clip nè anh em nè. Anh em xem kênh nhớ like đăng ký ủng hộ kênh luôn anh em. Rồi anh em ơi, anh Hiền nói gì cho anh em nghe nè. Nói chung là cũng đầu năm đó mấy anh em chốt ủng hộ cái đầu năm cho nó có cái nguồn thu nhập nha anh em nha. Đó. Giờ phôi đầu tiên. Đó, mấy anh em xem phôi đầu tiên nè, quá đẹp nha anh em nha. Rồi viên cụm rừng luôn anh em à. Bộ đế quá dữ. Rừng này rừng Amazon nha anh em. Đế quá đẹp. Vành thằng chi đầy đủ hợp lý. 2 4 6 6 chi. Này hoàn 42 nha anh em nha. Cày lên nhựa nha anh em. Đục. Bơi. Cao 38. Bề dày bầu là 39 nha anh em nha. Chốt anh em, mời anh em sưu tầm nha. Hốt nha anh em nha. Dứt. Ừ, lại tiếp tục anh em ơi, một phôi mini nữa anh em nha. Đế tạm được nha, chi rồi cũng được luôn. Cây lên nhựa anh em à. Ha, cây lên nhựa xong rồi, cây sạch, cây không lũ bọng vậy luôn. Cây quá đẹp luôn anh em à. Mời anh em sưu tầm rồi. Oanh. Đó. Mời anh em xem vần nha. Co không anh em à. Còn 31 nha anh em. Cao 42. Bề dày bầu là 35 nha anh em nha. Chốt anh em, cây được anh em à, cho tranh thủ chốt ơi, dứt dứt. Rồi anh em tiếp tục anh em à, một phôi đế được nữa nè anh em nè. Dễ đế rồi ok nha anh em nha. Dễ đế rồi ok ạ. Cây nó có tiêu phóng nha anh. Này. Cây này lên nhựa rồi, ủ lên nhựa rồi, về với chồng chơi thôi. Vành anh Hiền ơi. Mời anh em xem vành. Vành 38 nha anh em. Cao là 38 luôn. Có cái chi bây giờ là 32 nha anh em nha. Bề dày bầu là 31. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt anh em ơi. Anh em lại tiếp tục anh em nè. Một phôi đế đẹp nữa nè anh em à. Đế rễ rất là nhiều luôn anh em ơi. Nè. Rễ cám với con với mì rất là nhiều. Cây nó có miếng lũ bọng trong đây. Ở da bít chi được luôn. Cây được anh em à. Mời anh em xem vần đây. Rồi mời anh em xem vần. Hòn 38 nha anh em. Cao 42. Bề dày bầu là 47. Oh. Chốt anh em. Chốt anh em ơi. Dứt. Em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế đẹp nữa. Đế quá đẹp luôn nha anh em nha. Đế quá ok. Màu nước mai cũng đẹp luôn nha anh em nha. Màu rất đẹp luôn nha. Lũ thép đây nè. Hoành luôn anh Hiền. Rồi. Mời anh em xem vần. Đẹp anh em à, dứt đi. Hòn 28 nha anh em. Cao là 41. Bầu luôn anh Hiền ơi. Bầu dài là 37 nha anh em nha. Rồi, chốt đó, anh em. Cái tán ngang là 39. Mời anh em sưu tầm nha, cây nhìn da đẹp ha. Da quá đẹp luôn nha anh em. Lượng nhị. Đầu năm mà mình mua chị những cái da vàng ươm gì gì là dứt. Cuối năm là vàng vào đó nha anh em. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đó anh em ơi. Một phôi rất đẹp nha anh em nha. À, anh em xem nè. Đế quá vip nha anh em nha. Ừ, đế nhưng mà đế trái mà y như búp đùi nha anh em nha. Cây có miếng lũ thép chi đẹp. Bao phê của bộ chi này luôn. Vành. Mời anh em xem vành. Vành 35 nha anh em. Cao 36 nha. Bề dày bầu là 38. Oh. Chốt anh em. Dứt. Chọn. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Cây đế ok nữa nè. Có lắc quá đẹp nha anh em. U nó có cây có miếng thẹo đây nè. U hay chưa? Cây chì bao đẹp. U đây rất đẹp nha anh em nha. Cây chì để già cò rất đẹp nha. Cây quá phê luôn anh em à. Mời anh em sưu tầm nha. Quanh đi. Rồi, mời anh em xem vần. Còn 35. Cao 51. Bề dày bầu là 41 nha anh em nha. Mời anh em sưu tầm nha. Chốt anh em ơi, dứt đi. Cây có bú cũng rất đẹp nha anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế rất là đẹp nữa nha. Đế bao phê luôn anh. Lốn này là đế đẹp không nha anh em nha. Đế quá phê. Cây một cốt à. Bộ chi đẹp luôn. Cây có miếng thẹo đây nè anh em. Rồi hoành luôn anh em. Đế rồi, bao vip luôn. Mời anh em xem vần. Nhìn xuống nhà có ai chưa nha. Còn 33 nha anh em nha. Cao 46. 5,
Bề dài bầu là 38. Thôi, mời anh em xem van. Đẹp lắm anh em ơi. Đầu năm mà hốt là mời anh em sưu tầm trước đi. Em lại tiếp tục anh em ơi, một phôi đế đẹp nữa anh em à. Đế phôi khá đẹp luôn anh em ơi. À, cây lượng nè. Đấy. Lượng nè anh em à, thấy không? Quá đẹp trong một cuộc tình luôn. À, lượng rất đẹp nha anh em nha. Trời trời, cây gì mà đẹp dữ vậy trời. Van. Vành là 24 nha anh em nha. Cao là 36. Có cái chi bay ra là 39 nha anh em nha. Mời anh em sưu tâm. Giúp anh em tục anh em, một phôi đế tạm được nữa anh em nè. Đấy, đế tạm được nha anh em nha. Rồi chi cũng tạm được luôn, cây lên nhựa sung luôn anh em à. Rồi, quanh luôn. Còn 32 nha anh em nha. Chi cao nhất là 45 nha anh em. Bầu dài 35. Chốt anh em ơi, giúp đây. Hốt anh em. Anh em lại tiếp tục anh em à, một phôi đế đẹp dễ cám bao phê luôn, dễ nè anh em nè. Rễ đế rất là đẹp nha anh em nha. Đó, đầu năm anh em chi cứ chốt mai nhiều nhiều vô, là đầu năm chốt mai là cuối năm sắm vàng nhiều à. Hay vậy, Quanh. À chứ sao. Nói hay quá, Quanh đi. Còn 34 nha anh em nha. Cao 43. Bề dày bầu là 34. Rồi, rồi chốt anh em ơi. Anh em yêu thích thì liên hệ mình nha. Anh em lại tiếp tục nè, một cây đế rất là đẹp nha anh em nha. Mua mai là cuối năm sắm vàng là đúng, mua mai thì cuối năm bán lại cũng sắm vàng là đúng rồi. Hay vậy. Cây sạch anh em à, đế đẹp nữa, chi cũng dễ làm cây á, Vành ơi. Đó, anh em xem Vành. Hòn 24 nha anh em nha. Cao là 40. Bề dày bầu là 43 nha anh em. Chuốc anh em, dứt đi. Ừ. Nhanh. Em lại tiếp tục là anh em nè, một phôi đế được nữa nè. Đấy, đế tạm được nha anh em nha. Nè. Cây thì trên thân bộ chi nó cũng được. Cây nó có miếng lũ thẹo trong này nè anh em nè. Hoành đây anh Hiền ơi. Bao hoành cho anh em luôn, hoành khác khủng anh em à. Cái này hoành 31 nha anh em nha. Chiều cao là 41. Sao nữa nè. Bề dày bầu là 40 nha anh em nha. Rồi chốt. Anh em tranh thủ chốt nha anh em nha. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha, dứt đi. Em lại tiếp tục một cây nữa, đế tạm được nha. Nhựa xanh ôm hết rồi. Nhựa lên, ủ lên nhựa rồi hết rồi anh em à. Cây nó có chi chủ lắc đẹp lắm anh em à. Không, cây này thôi chứ. Cây này cũng có thể mình cắt chỗ đây cũng đẹp nè. Anh em nào tranh thủ chốt chốt nhanh nhanh nha. Chứ rồi. Để người khác chốt trước là anh em không anh. Có cây này để chơi nha. Rồi hoành luôn nè, cây này chắc cũng sắp nảy mầm rồi. Cây này hoành 28 nha anh em nha. Chiều cao này là 44. Nó có một cái chi bay hơn 44 nữa là 51 nha anh em nha. Bay hơn 44 bề dài bầu là 44. Rồi chốt anh em ơi, chốt để người ta. Rồi anh em lại tiếp tục một cây lũ nè anh em nè. Đế tạm được, cây này là hai cây anh em à. Rồi cây này riêng nhưng mà mình thấy hợp lý thì mình dứt nha anh em nha. Chốt cho anh em luôn, giá sinh viên rồi chơi. Nè chỗ đây có cái nu độc nè. Giá học sinh mới lớn nha anh em nha. Rồi hoành luôn anh Hiền ơi. Tổng hoành của hai em nó là 38. Đó. Cái thằng anh thì cao 44, thằng em là cao con 39. Con em bề dài bầu là 39 luôn nha anh em nha. Rồi chân tranh thủ hốt anh em ơi. Rồi anh em tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nữa anh em à. Đấy, đế bao phê luôn anh em nha. Đế vá vip luôn anh em à. Ôi, cây một cốt, cây này có miếng thẹo đây nè, chi đẹp luôn. Đấy, hoành luôn anh em ơi. Bữa nào rảnh đi lên quay. Còn 31 nha anh em. Anh em đi chặt mai nước á ha. Đúng, quay ở trên đèo rồi á. Cao 39. Vui nha. Bề dày bầu là 40. Bữa nay mấy anh chặt vô. Chốt anh em ơi. Chứ đi. Anh em lại tiếp tục anh em nè, một phôi nè. Cây nó có miếng thẹo nè anh em thấy. Phôi đế nè anh em nè. Đấy. Chì thì bao đẹp cho anh em nha, cây rất là lực. Chì khá đẹp luôn anh em ơi, hoành luôn anh Hiền ơi. Có. Cho anh em xem hoành. 36 nha anh em. Cao luôn anh Hiền. Độ cao của nó là 61. Bề dày bầu là 40. Rồi mời anh em sưu tầm ủng hộ nha, chốt anh em ơi trước đi. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi đế đẹp nữa nè, dễ rồi cũng nhiều luôn. Cây ngon lành cành mai nha anh em nha, chì rồi đẹp luôn à. Cây đang lên nhựa nha anh em nha. Y như cây cây mai trời. Bầu chắc nượng luôn. Vũ Anh. Y như cây mai hả?
cây mai không y như cây còn mai. Còn 28 nha anh em. Cao của nó là 48. Bị dạy bầu là 43. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt anh em ơi. Em lại tiếp tục anh em ạ. Phôi đế đẹp nè anh em. Quá đẹp. Đế quá ngon lành cành mai. Chi thì bao đẹp. Bộ chi mịn. Bao đẹp cho anh em luôn ha. Hai thằng lượng qua nè. Quá đẹp. Vâng. Rồi, mời anh em xem vần. Vần 26 nha anh em. Cao chi này là 41 nha anh em nha. Chi này nó bay lên, chi này là 33. Chốt rồi anh em. Bây giờ bầu là 33 luôn. Rồi mời anh em sưu tầm luôn. Rồi anh em lại tiếp tục anh em một phôi đế đẹp nữa anh em ơi. Đế ok, cây gói chi phóng nè anh em à ha. Chi đẹp luôn. Cây ok, cây chỗ đây có một cục thu lôi nha anh em nha. Và anh em rồi, mời anh em xem phần. Phần 25 nha anh em nha. Cao 39. Có cái chi phóng ra là 47 nha anh em nha. Bầu luôn. Bây giờ bầu là 36. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha anh em nha. Trước ơi. Anh em tiếp tục một cây đế đẹp nữa anh em nè. Đế nó vẹo đẹp ghê ha. Đế quá đẹp luôn anh em ơi. Cây quá vững. Cây có một miếng lũa bọng trong đây nè. Đó, chi đẹp luôn. Cây chi phá đẹp luôn anh em à. Hoành. Cây đế bao đẹp luôn anh em nha. Hoành của nó là 31 nha anh em nha. Cao là 50. Bây giờ bầu là 41. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt anh em, dứt đi. Tiếp tục một cây dễ đế quá nhiều nữa anh em à. Cây tàn đẹp ta. Dễ đế quá nhiều, chi đẹp. Bay về một bên luôn nha anh em. Chi, cây gió lùa. Nhựa đã lên. Gió lùa nha anh em nha. Của anh. Đúng gió lùa luôn. Trời đang gió, mấy quạt quay ào ào luôn anh em. Còn 25 nha anh em nha. Âm quạt quay nhanh quá. Chiều cao của nó là 43. Dứt. Đàn bay ngang là 52 nha anh em nha. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Dứt anh em ơi. Tốt nhanh anh em ơi. Anh em lại tiếp tục một cây đế đẹp nữa nè anh em nè. Đế quá đẹp luôn nha anh em nha. Đế nở. Cây có miếng thẹo nè. Thẹo thép nha anh em nha. Chi đẹp luôn. Này gọi là lùng má tử nha anh em. Rồi, đẹp. Ok, vành. Mời anh em xem vành. Vành này sao không? 34. Cao là 32. Bây giờ bầu là 38. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi, anh em nha. Trước đây anh em ơi. Em tiếp tục một phôi đế đẹp anh em. Đế nè. Bao đẹp nha anh em nha. Cây một cốt, cây bồ chi râm mịn đẹp. Cây này là cây đang nâu nha anh em nha. Bên đâu rồi ha. Cây quá đẹp luôn. Mời anh em sưu tầm. Quanh. Em nghe anh ơi. Còn 28 nha anh em. Dạ. Bây giờ thì chỉ chờ tuyết thôi. Cao 57. Với lại em đang quay cây á, thằng lấy em xong em gọi lại cho anh. Đường ngang bầu là 45. Dạ, tại đang làm việc sáng giờ em chưa trả lời. Xe này là xe máy cày nha anh em nha. Đó, xe máy cày á. À. Xe này gọi là xe đập thịt chớ nè. Ồ, vành nhiêu anh, vành lại anh. Đàng hoàng lại cho anh em coi. Tại có chiếc máy cày chạy ngang qua hơi ồn nha anh em, thông cảm. Còn 28 nha anh em nha. Cao ơi. Cao 56. Bây giờ bầu là 45. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt. Nè, xù nè anh em à. Thấy không? Cục cây này mà nuôi có 50 năm sau nữa là nó xù đang lên luôn á nha. Em lại tiếp tục một cây. Được. Lực chi đẹp. Một cốt đế tạm được. Xiên. Trực xiên nha anh em nha. Hoành luôn anh. Cây sạch, cây không lũ bọng luôn. Hoành có hoành. Có. Hoành là 37 nha anh em nha. Chiều cao của cây là 57. Chiều dài bầu là 40. Chốt anh em. Rồi anh em hốt, tranh thủ. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nữa anh em à. Đế quá đẹp luôn ha. Cây bộ chi cũng đẹp luôn. Đế bầu cây nó có miếng lũ bọng thép nha anh em nha. Quá ngon lành cành mai. Cái này. Cái bỏ đây nó lắm nữa. Hoành luôn. Còn 42 nha anh em nha. Cao 40. Bề dày bầu là 40. Chốt. Rồi, chốt đại anh em ơi. Chốt. Anh em lại tiếp tục anh em nè, một phôi đế dễ. Rất là đẹp. Cây này nó có một cái đặc biệt anh em nha. Cây này rất là đặc biệt. Anh em coi, mình sẽ review cái khúc đặc biệt nó cho anh em coi.
Đây, nhìn cái đường gân gú của nó nè. Cây rất là lạ. Đấy, anh em thấy không? Nó xón mà nó xón đúng gân gú mũi khoan luôn, như khế gân này mà. Anh em thấy không? Nó hởm rô mà nó khó. Rất là lạ nha anh em nha. Mà đi xa lắm, đi lên tới đây luôn nè anh em thấy không? Cây này nó xón này. Bỉ nè. Rất, mấy cái hốc rất là lạ. Quanh luôn anh em. Mà bộ chi bao đẹp. Cây này mình thì để giá 2, 3 nha anh em. Hơi cao một tí nha anh em nha. Tại vì nó thuộc dạng độc lạ. Cao 53. 10 triệu cho cây này nha anh em. Bầu dài là 33. Chốt anh em. Dứt. Tiếp tục anh em nè, một phôi đế đẹp nữa anh em nè. Đế nè, anh em thấy đế không? Đế ok. Cây cốt, một cốt, cây có bộ xương cũng tạm được nha anh em nha. Cây sạch cây, không lú bọng luôn. Hoành luôn anh Hiền. Hoành là 26 nha anh em nha. Cao là 74, chi cao nhất. Bề dài bầu là 35 nha anh em nha. Chốt rồi, anh em. Chốt anh em ơi. Yêu thích thì mình dứt thôi anh em. Tiếp tục anh em nè, một phôi đế được nè. Đấy, đế ok nha anh em nha. Cây nó có miếng thẹo đây nè, hai chi. Co lắc đẹp á. Hoành đây anh Hiền ơi. Anh em xem hoành. Hoành là 28 nha anh em nha. Cao của nó là 32. Bầu luôn. Bề dài bầu là 38. Rồi. Chốt anh em nha. Anh em chốt nha anh em ơi. Lại tiếp tục một cây độc nữa anh em à. Bộ đế nè. Độc và lạ nha anh em nha. Em thấy nó bấm xuống không? Ui. Nguyên chùm luôn, hai con luôn. Chết rồi. Chết thì sao mà lũ thôi. Rồi một phôi đế. À một phôi có miếng lũ đây nè. Nó chết khô thai xuống rồi. Dạ nó chết khô thai xuống hả? Rồi, mời anh em xem văn. Hai con. 31. Yeah. Cao là 45. Bề dài bầu là 38 nha anh em nha. Dứt anh em. Em lại tiếp tục anh em một phôi đế được nữa anh em à. Có một cái chỏ rất đẹp nha anh em nha. Cái này là mấy ông đá banh hay để chỏ nè. Quá đẹp một nha anh cốt em nha. Đẹp, giót ngọt. Cây đẹp anh Hiền à. Cây này đạo đâu anh? Mày anh em xem hoành. Hoành 32 nha anh em nha. Cao là 53. Bầu ơi anh Hiền. Bề dài bầu là 33. Rồi, hốt anh em ơi. Nè anh em nè ha. Đẹp á. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một phôi đế đẹp nữa anh em à. Nè, đế ok thấy không? Đế quá ok luôn. Cây lên nhựa anh em à. Quá mạnh nha anh em nha. Đấy, cây đẹp á. Cây này nói sao anh Hiền? Cây này là đẹp á. Phải nói là đẹp á. Đẹp thì không đẹp nhưng mà nó chuẩn. Được. Vâng. Rồi. Mời anh em xem hoành. Mà chú cho hoành có 25 mà trời. Cao của nó là 65. Trời trời. Bề dài bầu là 38 nha anh em nha. Chốt anh em ơi. Em lại tiếp tục nè. Bú à. Ôi đế đẹp nè. Đó, đế. Ôi đó. Cái dễ nè. Đẹp ạ. Ơi trời. Cốt nha anh em nha. Cây à. Đẹp vâng. Quá đẹp nha anh em nha. Ôi. Ngán hai con. Còn à. 25 nha anh em nha. Cao 38. Bề dài bầu là 36 nha anh em nha. Dứt anh em. Cây quá đẹp nha anh em nha. Gì cục gì đây? Cái cục cái viên một cái bèo bộ dễ nó đi vô lại luôn à. Bây giờ anh lấy luôn cho nó anh đẹp luôn. Rồi anh em lại tiếp tục nè. Một phôi đế được nữa anh em à. Dễ đó nhiều luôn. Cây có thẹo nữa ha. Chi đẹp luôn. Cây đang lên nhựa luôn anh em à. Chi đẹp á. Quanh đấy. Thấy chưa? Ê. Má nàng lép thứ quắc luôn. Ê. Má chết. Hòn 24 nha anh em nha. Cao là 54. Bề dài bầu là 36. Chốt. Đó, hốt anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em nè. Một khối đế được nữa nè anh em nè. Còn mấy anh em mình thường đi ăn gà sống bình thường đó mà. Cũng ăn bình thường đó mà. Đế được nha anh em nha. Rồi chi được sạch cây luôn. Vâng. Rồi mời anh em xem vâng. Gà sống con. Gà sống với gà chết gì ở đây 26. Vậy gì bà tăng vlog quay lên bị khó kênh luôn ha. 45 là chiều cao. Chiều dài là 40. Chốt anh em, dứt đi. Lại tiếp tục đúng vi phạm á. Cây có mấy miếng thẹo nè. Cây thì bộ chi quá đẹp luôn anh em à. Ha. Từ dễ nè, đi lên nè. Đó, da bộ chi mịn nè. Phóng ra luôn nha anh em nha. Đấy, nó xiên nha, thân chủ thiên gia quá đẹp. Vâng. Mời anh em xem vâng. Còn 31 nha anh em nha. Chiều cao là 45. Bầu.
nó có cái chỗ mà ngang ngang ra là 30 nha anh em nha. Màu dài là 38. Chốt anh em. Đó, anh em chốt nhanh nha. Tiếp tục một phôi nữa anh em nè. Đế quá VIP nha anh em nha. Dễ quá nhiều. Đế VIP lắm anh em ơi. Cây này gọi là cây đầu gọ nha anh em nha. Chắc ngang đây mình gọi là cây đầu gọ. Đế đẹp lắm anh em ơi. Đế quá chủ nha anh em nha. Của anh. Mời anh em xem vào anh. Còn nó chạy đâu mắt rồi trời. Còn 28 nha anh em nha. Chết rồi trời trời. Cao 21. Bề dài là 41 nha anh em nha. Dứt đi anh em. Em lại tiếp tục anh em. À, cây nhựa mạnh. Cây đế rồi. Đẹp nha anh em nè. Nhựa lên nè. Quá sung luôn em. Đấy. Gì. Rồi. Được. Chi được anh em. Cây đang lên nhựa nha. Đế cũng được luôn. Của anh. Nhựa rất mạnh nha anh em nha. Hòn này hòn 37 nha anh em nha. Cao 47. Bề dày bầu là 35. Rồi anh em hốt anh em ư. Chốt anh em ư. Tiếp tục anh em. Một phôi đế được nữa nè. Đấy, đế ok. Cây một cốt lên chi nè. Đẹp luôn anh em à. Kéo nhựa mạnh à. Cây lên nhựa luôn anh em à. Xung quanh. Mời anh em sưu tầm cái vành. Đắt đỏ nha anh em nha. 26. Cao 53. Bề dày bầu 38. Chốt. Chốt anh em ơi. Anh em lại tiếp tục một cây đế đẹp nữa anh em ạ. Co lắc rất là đẹp nha anh em nha. Co lắc chắc lo. Cây này dạng như mai miền Tây luôn ấy. Hoành. Mai miền Tây không có mẫu đào. Không có mẫu này luôn hả? Vậy mai này chắc mai ở rừng rồi. Còn 21 nha anh em. Không có ít đâu. Cao 45. Bề dày bầu là 34. Chứt. Hốt anh em ơi. Chốt. Anh em lại tiếp tục một cây đế được nữa. Hàng xách tay nha anh em. Đế được nha anh em nha. Đế được. Chi nè. Quạch. Còn là 22 nha anh em nha. Chiều cao là 32. Có cái chi bay ra là 30. Chốt. Rồi. Anh em lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế bao đẹp nữa anh em ơi. Đế nè. Quá VIP luôn anh em nha. Cây có chi. Cái lũ này nè ha. Cây lên nhựa rồi anh em à. Hoành luôn. Hoành có hoành. 88. Hoành 26 nha anh em. Cao 43. Bề dày bầu 34. Hốt anh em ơi. Rồi anh em sưu tầm. Anh em lại tiếp tục một cây nữa anh em. Đế được. Chi được luôn. Cây độc á anh em à. Coi sưu tầm về chơi anh em ơi. Cây rất độc lạ nha anh em nha, nó có cái cầu đi xuống nha, ai muốn đi xuống đi, ai muốn đi lên đi nha anh em nha. Quan. Còn 25. Dạ cây em bán rồi anh à. Cao 38. Bề dày bầu 37. Chốt anh em, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Dứt ơi anh em ơi. Anh em lại tiếp tục anh em một cười đế nè. Đế ok nha, cây này chực lắc nha anh em nha. Chực lắc nè, để nắc đây anh, à lắc đây. Chi đẹp luôn. Rồi lắc, quanh. Còn 30 nha anh em. Cao ấy. Cao 63. Bề dày bầu 33. Dứt. Nó lại tiếp tục là một phôi đế được nữa anh em ha. Đế quá ok luôn anh em à. Đế quá dữ. Chì cũng đẹp luôn. Dính vô đây là anh em à. Quanh. Cây này là quanh cây dính nha anh em nha. Hoành của nó là 25 nha anh em. Cao 42. Bề dày bầu 32. Rồi, chốt anh em ơi. Rồi anh em, cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Anh em coi chốt hàng nhiều nhiều cho anh em kiếm tiền xài Tết nha anh em nha. Tạm biệt anh em.